Đồng Tháp thêm đàn cá tự nhiên xuất hiện dày đặc trên một góc sông quê. Thêm một đàn cá tự nhiên xuất hiện dày đặc trên sông Cái Dừng, một nhánh sông Tiền ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gây sự thích thú cho nhiều người dân trong khu vực. Tự nhiên nó mới rồi nó lợ, nó cũng mới đậu lợ ít. Lợ ít rồi sau ngày từ từ nó nhiều. Thấy nó chớp chớp lên. Nó lên nó lợ đó, thấy nó chớp chớp lên thì mình thấy gì mình mua thức ăn cho nó ăn. Rồi ngày nó lợ nhiều. Rồi sau khi nó lợ nhiều vậy thì chị thấy có tình hình đánh bắt gì không chị? Có người ta lợ, người ta lấy lưới, người ta lợ, người ta gạn mà mình không cho, năn nỉ người ta. Năn nỉ người ta thôi kêu thả ra cá còn nhỏ để mình cho nó ăn, cho nó lớn vậy đó. Đàn cá tự nhiên này xuất hiện tại bến đò số 18, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Theo bà Trần Thị Kim Ngân, chủ khai thác bến đò khách số 18 cho biết, mới đầu bà chỉ thấy vài con cá xuất hiện, nhưng sau một thời gian, số lượng cá tăng lên rất nhiều. Vì quá thích thú và muốn giữ đàn cá sông ở lại lâu hơn, bà Ngân và nhiều người dân trong khu vực đã mua thức ăn để nuôi cá. Từ đó đàn cá ngoài sông kéo về ngày một nhiều hơn, dày đặc cả một góc sông quê. Điều thú vị hơn, đàn cá này không chút e dè hay sợ sệt. Dù vị trí nằm ngay bến đò, là nơi nguồn nước luôn bị tác động mạnh do đò ra vào bến liên tục, và con người thì xuất hiện khắp nơi, tiếng ồn từ các phương tiện đi lại cũng không làm bầy cá hoảng sợ. Hiện tại bà Ngân và nhiều người dân trong khu vực đã cấm biển báo, cấm đánh bắt và ngủ đêm để canh giữ nhằm bảo vệ đàn cá tự nhiên được lâu dài, bởi cũng đã xuất hiện tình trạng người dân dùng xung điện để đánh bắt cá. Ví dụ mình ta lỡ người ta chạy ta xịt nó cũng có hao ha, nó cũng chết một hai con vậy. Mà năn nỉ lắm, năn nỉ người ta không có, mấy người chạy xịt với xong thì năn nỉ người ta được. Cũng có số người ngoan cố người ta mới lỡ người ta gạn thôi mới chịu tiền, chứ còn không thì cũng có số người ta nói cho người ta đi. Ở chạm sớm ta hùng tiền lỡ chịu tiền cho người ta mới nghỉ bắt. Muốn người ta đừng có đánh bắt để nuôi nó cho lớn nó lớn. Đang coi. Cho coi cho nó dưới sông mà thấy nó cho ăn, thấy tao đánh bắt nhỏ thấy tội nghiệp. Để nuôi cho nó lớn lớn lên đi, rồi nó đi đâu thì nó đi, chứ bây giờ thí dụ nó còn ở mình nuôi cho nó lớn vui chứ. Cũng có người này người kia cũng lỡ coi, cũng có chút đỉnh số người lỡ coi. Ta không biết ở đâu xa xa ta nghe ta lỡ ta coi. Rồi vậy là chị có mong muốn bà con mình chung tay bảo vệ đừng có đánh bắt hay là sao? Có chứ. Chứ mình tôi không có khả năng cho nó ăn nổi nữa, nó quá nhiều rồi. Thời gian gần đây, nhiều nơi tại khu vực Đồng Tháp, An Giang xuất hiện nhiều đàn cá tự nhiên về sông trú ngụ, được người dân bảo vệ chăm sóc. Và dưới sự chăm sóc bảo vệ của con người, cá sau khi trưởng thành đã quay về dưới sông lớn sinh sản. Những con nhỏ hơn ở lại bờ cù lao và tiếp tục được con người bảo vệ cũng như cung cấp nguồn thức ăn thường xuyên nhằm duy trì nguồn lợi tự nhiên. Trong khi nhiều người đang tìm đủ mọi cách khai thác nguồn thủy sản tự nhiên bằng nhiều phương tiện đánh bắt hủy diệt như lưới mắt nhỏ, kích điện hay thậm chí thuốc nổ hóa chất, thì ngược lại, có một số người lại sẵn sàng làm nhà, bỏ tiền mua thức ăn, nuôi dưỡng đàn cá tự nhiên trên sông. Họ không chỉ nuôi đàn cá tự nhiên, mà dường như đang nuôi cả những dòng sông, dòng kênh, bởi những đàn cá kia không chỉ là một phần của hệ sinh thái, mà còn là hồn cốt của sông nước.
Chỉ những ai từng sinh ra gắn bó với một dòng sông nào đó mới hiểu và yêu quý nó. Bảo vệ dòng sông không chỉ là bảo vệ nguồn nước không ô nhiễm, mà có thể là bảo vệ cả hệ sinh thái tự nhiên, để dòng sông mãi mãi là dòng sông thay vì một dòng nước điều hiu cô quạnh. Ở miền Tây Nam Bộ, thời gian qua có nhiều nông dân đã bỏ công sức ra nuôi dưỡng những đàn cá nước chim trời như vậy. Họ nuôi nhưng không bắt chúng, cũng không giam giữ hay buộc chúng phải sống trong vùng nước nhỏ hẹp, mà để chúng tự nhiên bơi lội. Đàn cá có thể tự đến, tự đi nếu chúng muốn. Việc người dân miền Tây lấy chà để bảo vệ đàn cá ngoài tự nhiên rồi tìm tới sinh sống ở những khu vực ven sông, kênh có từ khá lâu đời. Khi tiếng lành đồn xa, nhiều người đã không đánh bắt mà tìm cách nuôi dưỡng chúng ở những khu vực bãi chà hay những bãi sông, hoặc bố trí người canh giữ hay treo những bảng cấm như thế này. Việc giữ đàn cá tự nhiên và cho chúng ăn thực tế là điều rất khó khăn. Những đàn cá này thường chỉ ở vài tháng tới mùa nước về. Theo thói quen tự nhiên, chúng sẽ di chuyển đến vùng nước khác để sinh sản. Sau đó chúng có thể quay lại khu vực này nếu sống sót. Việc nuôi dưỡng chúng cũng như để duy trì bảo vệ nguồn lợi tự nhiên là điều rất đáng quan ngân. Câu chuyện này trước đây chúng tôi cũng có đề cập đến, nay xin được giới thiệu lại. Do sự đánh bắt tận diệt của con người, nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên đang ngày một sa sút. Cá lớn không còn để sinh sản thì lấy đâu ra cá con, cá nhỏ để duy trì nội giống. Tuy nhiên, bên cạnh hành động đánh bắt tận diệt thì trên mảnh đất Đồng Tháp vẫn còn đó nhiều hành động ý nghĩa, đối xử thân thiện với môi trường tự nhiên. Đất lành cá về trú ngụ đã không còn là chuyện xa lạ tại nhiều nơi trên tỉnh Đồng Tháp. Bờ sông Tiền ven xã Cù Lao, Long Khánh B, đoạn qua bến phà An Thạnh, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hơn một năm nay bắt đầu xuất hiện đàn cá sông về trú ngụ. Thế vậy, người dân ở đây đã chung tay cung cấp nguồn thức ăn để gìn giữ và bảo vệ đàn cá trước những tác động bên ngoài. Việc làm này đã giúp đàn cá sinh trưởng và phát triển, góp phần tái tạo nguồn lợi cá ngoài tự nhiên. Đàn cá vô cùng phong phú, gồm nhiều chủng loại như cá tra, cá chép, cá điêu hồng, vân vân. Hơn một năm trở lại đây, cư dân trong khu vực và những ai qua bến đò An Thạnh, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đều không khỏi ngạc nhiên và phấn khích trước đàn cá sông về đây trú ngụ. Không chút e dè hay sợ sệt, đàn cá tự nhiên trên sông Tiền chọn vịnh nước nhỏ bên Cù Lao nằm ngay bến đò là nơi ghe tàu thường xuyên lui tới làm nơi ăn chốn ở. Chẳng biết vì sao đàn cá lại chọn bến đò An Thạnh, Long Khánh làm ngôi nhà chung của mình. Thế nhưng nhiều người đi qua đây cũng không khỏi hồ nghi, đưa ra nhiều câu trả lời. Có thể do đàn cá muốn nhờ lòng từ bi của con người bảo vệ trước vấn nạn bắt cá không từ mọi thủ đoạn trên sông, nên chúng đã tụ hợp lại thành một quần thể thống nhất để cùng nhau ăn, cùng nhau xuất hiện nơi có nhiều người qua lại. Câu nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất phải chăng được áp dụng rõ ràng trong trường hợp này? Giả thuyết tiếp theo là có phải do đất lành nên đàn cá tự nhiên về đây trú ngụ? Chúng giúp con người có thêm niềm vui và động lực làm việc mỗi khi sang đò. Lại cũng có ý kiến cho rằng thiên nhiên đang muốn truyền tải một thông điệp nào đó đến con người, mà sứ giả chính là đàn cá tổng hợp khổng lồ này. Để trả lời cho câu hỏi đó, có lẽ cần thêm thời gian và nghiên cứu.
Tuy nhiên, hiện tại cá và con người đã bắt đầu gắn bó với nhau. Người ta cũng có cho mình một suy nghĩ riêng về đàn cá và việc làm bảo vệ chúng, cũng như bảo vệ môi trường sống của mình. Cảm nhận được sự che chở nuôi dưỡng an toàn của con người, những người bạn từ sông kéo đến bến đò ngày một đông. Cũng năm mấy rồi, cá của mấy người đồng đạo phóng sanh về người ta cho ăn đây, về nó ở đây quen. Từ khi nó nhiều là cỡ khoảng 4 tháng nay rồi, còn cái lúc mà cỡ năm mấy nay là nó ít. Cá nhiều là cỡ bao nhiêu tấn hả? Cũng cỡ 2-3 tấn. Không có cho ai lên bắt, tại chỗ đây cấm rồi. Bà con ở đây la phản ảnh, kêu công an ra luôn. Không có cho ai bắt. Lúc tôi đi đò đó, đi xuống tôi gặp cá vô hồng đó, nó nhỏ nhỏ vậy nè. Đông quá tôi thấy vậy tôi mới cho nó ăn. Cho nó ăn rồi tới lớn lên. Không biết ở đâu ai thả cá cha hay gì đó, nó lợi nó ở hồi nào không biết. Giờ gặp cá cha cái cá vô hồng nó hơi giạt ra. Nó giạt ra cái bây giờ nó lớn lên nó cũng ngầm ngầm ở dưới cá vô hồng á, nó cũng hơi trọng hết rồi, dưới cá lớn quá cái nó qua phía bên kia nó ở. Còn ở bên đây cá nhỏ làm như cá lớn nó nhường cho cá nhỏ vậy đó. Bây giờ mình thấy với lại cô bác người ta thả cá đó, người ta cũng hay đem ra đây vì người ta thấy mình cho ăn đó. Ta đem ra đây người ta thả. Rất nhiều. Mình thấy nó mình thương tội nghiệp đó thôi, mình cho nó ăn nhưng mà nữa ai có bắt nó làm gì làm chứ là cái số mạng của nó. Thành ra mình thương nó mình cho nó ăn vậy thôi. Thành ra có lúc thì mấy người đi đò đó, người ta ủng hộ mình, người ta hỏi mình mua một bao vậy nhiêu. Tôi nói nè 270-280 nhưng mà người ta bán cho mình có 250 à. Thành ra có người ta hỗ ủng hộ 50%, còn nhiêu tiền của mình. Từ khi đàn cá có mặt tại đây, bà con đi qua bến đò hoặc những cư dân địa phương, không ai bảo ai, mọi người bỗng trở thành người giám hộ cho đàn cá. Những hành động đánh bắt hay xâm phạm đến khu vực bến đò đều không được chấp nhận. Câu chuyện ý thức và sự đoàn kết của lòng dân một lần nữa được phát huy trong lúc này. Cảm nghĩa trước hành động đẹp của con người, nên những chú cá nơi đây cũng biết chọn cách để xuất hiện trước đám đông. Như lời tri ân con người đã hết lòng bảo vệ chúng, phần thưởng cho lúc này là những viên thức ăn thơm ngon hấp dẫn và nụ cười tươi tắn phấn khởi của nhiều người. Đó như lời tri ân dành cho những người đã hết lòng bảo vệ chúng. Tại vì á, lạ nó ở đây nè, mình cho nó ăn, nó ở đây nó đẹp, đồ này kia nọ, thấy cái cảnh là ai đi qua đi lại, ta cũng khen, ta cũng cho nó ăn hết trơn á. Người ta đi đò, ai gặp ta cũng thấy thương hết trơn, ta cũng cho ăn hết trơn, chứ không phải là riêng biệt cái xóm này. Với sự chăm sóc và bảo vệ của con người, cá sau khi trưởng thành đã quay về sông lớn để tiếp tục sinh sản. Những con nhỏ hơn thì ở lại bờ cù lao và tiếp tục sinh trưởng. Nhằm tạo môi trường an toàn cho đàn cá trú ngụ, bản cấm đánh bắt cá cũng được dựng lên. Bà con trong khu vực này không ai bảo ai, mọi người cùng thay nhau cảnh giác bảo vệ cho đàn cá. Có cái chú đứng này nè, thường xuyên ở đây. Giờ bắt đầu giục cà gai xuống, rồi văng dây á, đừng cho người ta chài á. Nhưng mà cũng có lúc là người ta thiệt á là cũng hơi gần cái ở mấy chủ đò này thấy nè. Mới nói ông thiệt tới đó trở lại nha, cái thiệt xuống tới đây là mà chánh quyền ta qua ta mời đó. Thành ra người ta cũng sợ, người ta không dám bắt nữa. Thành ra cá nó ở đây cũng sung túc dữ lắm. Sáng sớm thì tôi xuống cho ăn thì nó ăn rất là đông, bây giờ lúc đó nó đói. Giờ trưa cái cô bác người ta đi đò đó, ta thấy là mua cho ăn thêm cái... thấy nó hơi đỡ, thấy vui em mới làm vậy đó, làm ba tờ gai tờ này tờ kia rồi cho nó ở. Anh làm gì mục đích là để làm gì cho cá nó ở, nhưng mà mình có được hưởng lợi gì không mà? Không hưởng lợi gì hết, cho cá dòng cho cá ăn vui, người này nhiều người nhìn coi cá rồi vui. Có cá sim nữa nha, cá sim mấy tiếng. Có cá sim khoảng chim trắng khoảng 1 kg. Thời gian qua, nhiều nơi tại khu vực Đồng Tháp, An Giang xuất hiện nhiều đàn cá tự nhiên về sông trú ngụ, được người dân bảo vệ chăm sóc. Đó là câu chuyện ở xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Một người phụ nữ đưa đò đã dành một phần tiền thu nhập hàng ngày của mình để tình nguyện nấu cơm cho hàng tấn cá sông ăn. Nuôi chúng không để ăn, không để bán.
Chỉ vì sợ cá đói và vì ý nghĩa muốn gìn giữ sự sống cho đàn cá trên bến sông quê. Cô cho nó ăn nhanh nhanh. Cô đi mua thức ăn 12 ngàn ký ấy. Mà cho nó ăn phải ngày phải 5-6 ký mới được. Sáng giờ cô cũng chưa có đi mua nữa nè. Bị mặn lò đò cũng lu bu cũng không có rảnh nữa. Người ta thường nói chim trời cá nước ai được nấy ăn. Những sinh vật vốn sẵn có trong tự nhiên ấy đôi khi không đơn thuần chỉ là một loại thức ăn, mà với những người với tình yêu dành cho thiên nhiên thì chúng còn có những tình cảm gắn bó với con người như bạn bè hay một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bến sông nối đôi bờ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Tiền Giang. Người ta còn biết đến bà Nhàn bởi bà là chủ bến đò bằng lăng trong nhiều năm qua. Nghề đưa đò cũng là nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng bà. Nay bà càng phải gắn bó mật thiết với bến sông này nhiều hơn nhờ đàn cá tự nhiên. Vợ chồng thuê mảnh đất ở gần bến sông để vừa ở tạm vừa đưa đò mưu sinh. Con quay chỗ đó là nó, cô không có dừng gấp gì trơn, nó trống lỏng trống lẻo gì đó. Nó là nó ở đây không, nó không ra, con thấy không, nó không có ra. Còn đằng này con coi đằng này là trống lỏng trống lỡ, là đằng này có chiếc phà đó, tối cô tấn lại. Tối cô tấn lại, cô không có cho nó vô bơi xuồng vô đó. Nó sẽ bơi xuồng vô đó đó, nó bắt. Nuôi đàn cá, cưu mang chúng, sau giờ chạy đò, bà Nhàn còn thêm nhiệm vụ mới và gánh nặng trên đôi vai, vì vậy cũng ngày một tăng. Thế nhưng người phụ nữ này lại không suy nghĩ sẽ mang về cực nhọc cho mình, mà trái lại bà luôn vui, luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Người mang tình yêu thiên nhiên muốn bảo tồn sự sống cho đàn cá sông, còn cá với con người dường như cũng cảm nhận được sự gần gũi và thâm tình. Số lượng cá vì thế ngày một nhiều hơn. Một góc sông quê cũng từ đó nhộn nhịp và luôn ấm áp tình thương. Thế nhưng với sức người, sự đơn lẻ của một cá nhân hay một vài người thì không sao làm được câu chuyện bền lâu trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Điều này cần sự chung tay gắng sức, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị chức năng. Qua hành động của cô Nhàn cũng như nhiều bà con khác trên vùng đất Đồng Tháp đã cho ta thấy một sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân qua việc biết sống hòa hợp và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên. Đây không chỉ là chăm sóc bảo vệ đàn cá, mà hơn hết qua những việc làm ý nghĩa và thiết thực này, hy vọng ý thức gìn giữ môi trường, bảo vệ tự nhiên trong mỗi con người sẽ được nâng cao, để từ đây con người và tự nhiên cùng chung sống trong một mái nhà.